Xin chào các bạn đã quay trở lại với YouTube của Quý Nguyễn Sài Gòn Audio. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio hân hạnh giới thiệu đến với các bạn những đôi loa đến từ đất nước cờ hoa, những đôi loa độc và lạ. Đó là đôi loa Edison. Edison là đôi loa cũng một hãng nằm trong một hãng nổi tiếng của Hoa Kỳ. Edison có rất nhiều đời các bạn nhé, từ Edison 1 đến Edison CD9, và riêng cái và đôi loa Edison CD8 này cũng có hai phiên bản, phiên bản đứng và phiên bản nằm. Hôm nay Quý Nguyễn giới thiệu đến các bạn đôi Edison. Edison phiên CD8 phiên bản nằm, đôi này thùng gỗ lạng các bạn ạ. Có chiều cao ta để nằm như vậy thì chiều cao của nó 21 thôi, và nhưng mà chiều rộng của nó là 51 và chiều sâu là 26. Vâng, đôi loa gỗ lạng nhìn nó rất chắc, các bạn nhìn thấy. Thì tất cả những đôi loa Edison nó không khác cái gì về cái mic và cái chép, mic và chép hoàn toàn không khác, giống nhau từ Edison 1 đến Edison 9. Vâng, nhưng mà tiếng bass thì khác nhau. Ví dụ như Edison 9 thì loa cây bass tròn và bass 25, con này thì bass cũ từ Yung, bass 20. Vâng, các bạn xem phía sau của chiếc loa này rất đẹp. Cái chạm loa của nó, chạm loa của nó mà USA, các bạn nhìn thấy rất kỹ ha. Và đôi này sản xuất năm 1984. Phía sau chạm này có hai cái nút tinh chỉnh này để chúng ta chỉnh chỉnh độ cao thấp của mic nè, mic của mic răng. Vâng, và chúng ta chỉnh đạo độ cao thấp của chép. Vâng, đôi này là ba đường tiếng các bạn nghe. Vâng, đôi loa rất đẹp mà nặng khủng luôn, cái phần tầng rất khủng. Các bạn xem tiếp chiếc bên này, đôi loa này có một cái đặc trưng khác lạ là nó bắt hướng lên trên, mình mở luôn cái lưới này ra, bắt hướng lên trên, bắt 20, các bạn nhìn thấy bắt rất đẹp. Và mid 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 và chép thì hướng ra phía trước, mũi mid và chép nó rất đẹp, nhìn to to khủng. Và các bạn có thể xem nội thất của nó mà Quý Nguyễn đã chất ra. Bạn Rất đẹp. Quý Nguyễn xem, Quý Nguyễn sẽ giới thiệu tiếp nội thất bên trong của chiếc loa Edison. Nội thất bên trong của chiếc loa Edison này các bạn nhìn thấy rất đẹp. Đây cụ từ bắt là cụ từ bánh chưng, người ta in luôn cái ngày sản xuất là ngày 31 tháng giêng năm 1984, Made in USA. Vâng, đấy các bạn nhìn thấy không? Rất cụ thể, Quý Nguyễn lúc nào cũng giới thiệu như vậy. Đây là cụm từ bắt của nó, chiếc loa khác, chiếc loa bên trái. Và cái mic của nó thì cái mũi của nó to như lồi của mắt trâu á, to lắm. Ở trong miền Nam gọi là to chà bá đây. Và các bạn nhìn xem cái củ mic của nó cũng to, đường kính của nó to hơn cái đĩa CD. Mình vứt cái đĩa CD vào các bạn xem nè. Nó to hơn khoảng đường kính của nó to hơn cái đĩa CD khoảng một phân, và rất to. Đấy các bạn thấy rất to. Và cụ chép của nó cũng đóng hiệu Made in USA. Vâng, và cụ mic của nó cũng đóng cả ngày sản xuất trên đó luôn. Đây là ngày 19 tháng giêng năm 1984 các bạn nhé. Điều đặc biệt là đôi loa này, các bạn nhìn thấy phân tầng của nó khủng bố đấy, nhìn cái phân tầng của nó giống như một đôi loa 40-50 triệu. Đúng là hàng Mỹ nồi, nó có khác. Các bạn nhìn thấy cái phân tầng của nó, và chiếc phân tầng của loa bên này đấy, có ba cùng dây, ba cùng biến trở của nó, và những cái tủ của nó phân tầng rất khủng, cho nên chính đôi loa nhỏ bút xe thế này mà nó nặng. Và để các bạn cụ thể hơn, xin mời các bạn nghe một ca khúc để đánh giá được đôi loa Edison này nó như thế nào. Đôi loa này thì Quý Nguyễn bán với giá là 10 triệu đồng các bạn nhé. Và xin mời các bạn nghe một ca khúc để đánh giá được chất âm của đôi loa này. Xin mời các bạn.
với giá 10 triệu đồng không bao ship các bạn nha. Và chiếc âm ly Lukman giá Lukman 58A chạy 4 trò sắt Hitachi giá 14 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh YouTube của Quý Nguyễn Sài Gòn Audio. Xin hẹn các bạn những YouTube lần sau. Xin chào.